Hello. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với Ăn Gì ở Đức. Các bạn thấy thì chúng mình lại có mặt ở Berlin và sẽ đi review một quán rất là nổi tiếng ở Berlin, đó chính là Eden. Và hôm nay ở bên cạnh mình đây thì có trai xinh gái đẹp ngồi cạnh. Xin chào các bạn, mình là Tiên, mình 24 tuổi và hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Berlin, Đức. Hello, ich bin Nam, bekannt unter Instagram alias Furitinam. Ich komme aus Berlin. Bonjour, je m'appelle Tam, j'ai pas encore 18 ans. Vis à Paris. Mặc dù anh nói tiếng Pháp rất là hay nhưng mà em nghĩ là các bạn không hiểu. Mình tôi là Tâm, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Paris và mình chỉ 18. Wow. Ok, wow. Hôm nay với một dịp rất là đặc biệt thì chúng mình có 3 nước hội tụ để mà cùng review một quán để xem là đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của mọi người không nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Vâng. Sẵn sàng. Ok, let's go. Bạn đã đến rồi mọi người, nhìn này, chúng mình đã ngập tràn cái bàn này. Đầu tiên phải nói đến đó chính là chân gà nướng, khỏi khô bò này, có trứng cút lộn xào me này, ếch nướng lá chuối nha mọi người. Bên mình thì có món ốc nhỏ xào me, bún cá rất là hấp dẫn. Đây là chả rế nhỉ? Chả chưa rán. Ở đây chính giữa bàn thì chúng mình có món đặc biệt đó là món lẩu dê. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nhá, kiểu cái màu nhá, cái màu nhìn rất là... Wow, Tiên thích ăn món nào trước nào? Mình có thể thử món này được không? À, đây là trứng cút lộn xào me đúng không? Đây các bạn thấy không, nhìn rất là mê luôn á. Mùi gừng đúng không? Em thấy cái sốt me khá là đậm đà. Ở Việt Nam của mình món này mình cũng khá thường xuyên ăn, bởi vì nó cũng gắn liền với cả quãng đời học sinh cấp 3 của mình. Cho nên là lần này được thử lại thì mình cảm thấy rất là đúng hương vị, chuẩn hương vị luôn. Cái món cút lộn xào me là một cái món mà thực sự là những dân chơi đêm Sài Gòn. Dân chơi đêm là là ai đi cái món cút lộn xào me là ai đi dân chơi. Mọi người đi ăn đi uống cà phê là sẽ đều có những cái xe chạy cút lộn xào me cứ đi qua. Rất là vui là vì tới đây là được dịp ăn món cút lộn xào me ở châu Âu. Châu Âu. Ừ, và bị đậm đà. Ok, und das ist zum Essen mal, oder? Ich kenne nur die große Variante. Ja. Die großen Eier, die kleinen Eier sind. Ich finde die besser, ich finde die kleinen Eier leckerer. Ich glaube, Wiener Soße schmeckt besser auch. Mình đặc biệt thích bởi vì là nước sốt khá là đậm đà và khá là ngon. Mình sẽ cho 9 điểm. Ich würde sagen 8 von 10, aber weil das einzige Restaurant ist in Berlin, was es anbietet, 9 von 10. Bây giờ mình ăn món gì tiếp hả Nam? Ich möchte die Entenfüße. Oh, mọi người ơi, nhìn này. Trời ơi, nhìn nó rất là giòn đấy. Sehr lecker. Ja? Yeah? Sehr lecker, schön knusprig. Riecht auch richtig aromatisch. Und ich glaube, findet ihr so nicht anders in Berlin. Món này nó thật là mình về quê, lúc nào mình về quê cũng được ăn cái món này. Mà món là món nhậu rất là được yêu thích bởi ba và các chú. Mình ăn lại mình không thấy những người mình đang ở Việt Nam. Mà có điều là mình đang thiếu chai bia. Đối với bạn nào thích ăn nhậu thì chắc là anh Tâm mình rất là thích món này đây. Món khoái khẩu của anh Tâm đây, nhưng còn với mình không phải món của mình yêu thích lắm tại vì phải ăn bằng tay ấy. Khá là ngại. Sim không phân phần xíu. Anh Tâm chắc 9 trên 10 nhỉ? Chấm 8 rưỡi thôi. Okay, nhưng mà okay. Đúng là cũng đồng tình là nó thiếu một chút vị đậm đà. Mình cũng thích nó cay cay hơn xíu. Còn nếu bạn nào mà thích ăn nhậu thì đừng quên thử qua món này nha mọi người. Đây chính là chân gà nướng. À bây giờ chúng mình ăn món khô nhiều quá rồi nhỉ? Rồi ăn món nước nha. Anh Tâm đang cầm sẵn món bún cá trên tay. Thèm lắm từ nãy giờ đấy. Nhìn rất là hấp dẫn đúng mọi người, có cả rau cần này. Rồi với các bạn thì món bún cá này cũng là một trong những món mà gắn liền với cả thời học đại học của mình ở Việt Nam. Khi mà được thưởng thức lại món bún cá này ở Eden ngày hôm nay thì mình cảm giác như là mình quay trở lại thời sinh viên vậy. Thực ra quán làm rất là thành công. Nước đậm đà, thịt cá cũng rất là chắc và được làm rất là kỹ. Find das Gericht ganz gut, vom Knusprigen Fisch bis zum Gemüsebeilage. Für mich fehlt da ein bisschen mehr Säure bzw. mehr Tomaten, damit es ein bisschen mehr frischer wird. 7,5. Nam, hast du schon mal Nem Chua Rán gegessen? Ja, hab ich. Okay, dann probier's mal ein Porto von Elton. Nhìn món này đã thấy kiểu quay trở lại thời niên thiếu của mình ấy. Sie mir schmeckt sehr gut. Ich find's die beste Version, die ich bis jetzt in Berlin hatte. Ja. Schön würzig und immer noch knusprig. Ở Eden này thì mình lại thấy họ có một cách làm khác. Nó tương tự như kiểu hương vị của món chả giò. Nó có cái vị khá đặc biệt, vị của nó cũng khá đậm đà, vỏ ngoài khá là giòn. Bên này chúng mình có món đùi ếch nướng lá chuối. Còn bên này các bạn có món là ốc nhỏ xào me mọi người ạ. Trong này có sả này, ớt này. Còn bên này ốc có nước me, gừng, ớt khá là đậm đà. Thịt ếch thì mình thấy là mềm đúng không?
rất là mềm, cái vị nó khá đậm đà. Với mình là hơi cay, mình không ăn được nhiều cay nhiều lắm ấy. Ich finde es gut, dass es Japanese Konkas ist so scharf. Ja. Habe ich kein Problem damit, dass es so scharf ist. Ich finde es lecker. Mhm. Ich glaube, man müsste nebenbei Reis essen, weil das halt sehr salzig ist. 8 von 10. Đối với mình thì những món phải đụng chân đụng tay thì không phải là sở trường của mình. Mình cũng ưng cái nước sốt me. Nghĩa là đối với người Tây ấy, thì chắc là họ cũng khó ăn, Đây là đĩa khỏi khô bò này mọi người ơi. Nhìn thấy kiểu cái ngọc trai đang mở ra để ăn mọi người. Wie viel là mehr Kräuter, ein bisschen mehr Kräuter würde ich sagen und ein bisschen mehr Süße. Aber sonst ist es sehr lecker. Cái này mình thấy ăn cái vị nó khá đậm đà chứ, được chứ. Ngọt ngọt hơn một chút thì sẽ ngon hơn đấy. Cái món này là cái món mà dân học sinh, sinh viên thì ai cũng rất thích món này. Món này là món ăn vặt rồi. Khá là đặc biệt, khá là ngon. Có độ giòn của đu đủ với cả cà rốt. Thêm một chút hương thơm của mùi ta nữa, rất là ngon. 7,5. Tiếp theo. Ôi nhìn nó sôi rồi mọi người ơi, nhìn rất là mê ấy. Thật sự là cái mùi nó rất là thơm. Em nghĩ là trong này bởi vì là nó có thảo quả nhá, có cả hoa hồi, xong còn có quế nữa, thêm cả xà nữa, em nghĩ là nó sẽ át đi cái mùi hôi của cái dê đấy. Để, nhìn rất là mê đấy. Bây giờ chúng mình cũng ăn thử cho nào. Wow. Mình mới nói là cái thịt dê nó rất là mềm, kể cả cái da nó cũng rất là mềm đúng không? Nói chung là cái nước này đỉnh. Cảm thấy rất là đặc biệt, ngon. Thịt dê thơm mềm, có một chút dai và không bị hôi. Ich finde das sehr lecker, sehr sehr lecker. Ich sehr lecker. Ich finde sehr sehr lecker. Ich habe noch nie Ziegenfleisch, vor allem dann nicht im Lauf. Schmeckt doch gar nicht wild oder gamey, was man halt von Ziegen oder Schaf kennt. Sehr aromatisch. Sợ là cái thịt dê nó làm quá tốt, làm quá ổn. Thời tiết trời gió gió thì sao mà ăn lẩu dê, sợ là quá bất ngờ. 9.5/10. 9.5. 9.5 out. Perfect. Bởi vì là thật sự mà trước giờ mình đi kiếm một cái món lẩu dê mà trên cái nước Đức này thì cũng rất là khó. Hôm nay thì chúng mình được ở đây và có cơ hội là ăn món này, đang rất là hạnh phúc mọi người ạ. Đặc biệt là mọi người cùng nên đến và thưởng thức với gia đình hoặc là một nhóm bạn bè ăn vào thời tiết tăng thu như này, rất là hợp lý và ngon. Mình thấy là món lẩu là món mình thích nhất. Also mein Highlight des Abends war lẩu, der Hotpot. Also ich fand die Schnecken am besten, wenn man zu zweit ist. Ja. Die Soße passt sehr gut mit den Reiskrackern zusammen. Sự lựa chọn số 1 của mình sẽ là món bún cá. Thứ hai đó là món lẩu dê. Anh thì chắc là anh chọn món cúc lộn xà me. Thứ hai anh nghĩ chắc là anh chọn bún cá. Và sau khi đã review qua cho mọi người rồi thì chúng mình xin được xin lỗi thật sự. Và đừng tắt video rồi nha, vì sau tiếp đây là chúng mình sẽ đến phần ăn tráng miệng. Có 6 món chè đặc biệt đến từ khắp vùng miền trên Việt Nam nha mọi người. Chúng mình hiện tại đang có là 6 món chè khác nhau. Rau phớ này, chè tập cẩm, chè bưởi, chè khoai môn này, chè thái. Thực sự là sống ở Sài Gòn, tại vì mình là mình đam mê món chè mà có nước dừa nhiều. Ở đây họ còn bào thêm lát dừa với cho thêm đậu phộng nữa. Nên đó thực sự là một cái điểm cộng. Chỉ có một tính từ để miêu tả cái tốt chè mít này của mình các bạn ạ. Đó là xuất sắc. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang ăn cái này là chè dưỡng nhang mọi người ạ. Bạn nào muốn kiểu giữ gìn nhan sắc xinh đẹp để mà giữ chồng hay là để được hoàng thượng sủng ái như cung nữ ngày xưa ấy, thì có thể ăn món này nhá. Món này thật sự rất ngon. Món thầu riêng. Ăn giá 910. Nam, đúng một số ông em phục viên. Oh god, Victorian. Đây là một con người không thể ăn được sầu riêng. Ăn xong mà sầu luôn mà. Chè tập cẩm. Đúng kiểu chuẩn bị Việt Nam. Chắc là đây sẽ là cái nơi mà mình sẽ đến ăn chè thường xuyên luôn. Rất là xuất sắc và đậm hương vị Việt luôn. Ta-da. Vậy là chúng mình đã review xong những món đặc biệt nhất của quán Eden rồi. Highly recommend cái món lẩu dê cho mọi người. Và đặc biệt nhất là những món chè ở đây siêu ngon luôn. Cảm ơn ba bạn trai xinh gái đẹp ở đây đã đến giúp mình để review quán Eden ngày hôm nay. Và chúng cảm ơn cả nhà cũng đã cho mình một trải nghiệm rất là thú vị và cũng rất vui gặp cộng đồng người Việt ở Đức. Mình đang sinh sống với cả học tập tại Berlin thì mình cũng sẽ recommend các bạn là hãy dành thời gian cùng với bạn bè và gia đình đến thưởng thức những bữa ăn ở Eden. Freut mich sehr, dass ich Teil des Videos mit Andy ở Đức sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, neue Leute kennenzulernen. Und Eden kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Và mình mong là cái video này sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều trong việc tìm những món ăn ngon nhất ở Eden nha mọi người. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ein Like. Wenn euch das Video richtig gut gefallen hat, dann teilt das Video. Und wenn ihr es richtig, richtig gut gefallen hat, dann subscribe den Channel Ansi Adok. See you next time. Bye! Bye.